Cuộc chiến của năm nhà đấu giá vì một giọng hát tuyệt đỉnh. Anh bảo vệ em đến cùng. Một cái điệp khúc mà lặp đi lặp lại với tất cả các khách mời kinh khủng thiệt. Bốn giọng hát bí ẩn. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Hôm nay đừng nhìn theo. Yêu là nát tan trái tim. Và em chỉ có anh thôi. On time, on time. Quay cái gì? Kim Tử Long chiêu trò thua luôn mà. Hai người mà cãi nhau cuối cùng ổng hưởng thấy không? Giọng hát nào sẽ giành chiến thắng tập 11 đang chiến giọng hát phát sóng lúc 21:10 ngày 27 tháng 9 trên kênh VTV3.